Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại trong chương trình Bác sĩ của bạn hôm nay. Quý vị thân mến, nếu như chưa theo dõi tiểu phẩm vừa rồi thì chắc rằng rất là nhiều người trong số chúng ta cũng có cùng suy nghĩ với nhân vật ông Bảy. Đó là việc lớn tuổi rồi thì sức khỏe đi xuống là chuyện hết sức bình thường. Nhưng quý vị thân mến, dẫu có là vậy đi chăng nữa thì những triệu chứng bình thường như là ho khan cũng cần được lưu tâm, bởi vì có khi nó lại là dấu hiệu của những căn bệnh nguy hiểm khác. Và không để cho quý vị phải chờ đợi thêm nữa, sau đây chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ bác sĩ Thanh Kiều để được hiểu rõ hơn các khái niệm, các vấn đề xoay quanh hội chứng trục thất. Rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay ạ. Chào Tuyết Oanh, chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Thưa bác sĩ, hội chứng trung thất nên được hiểu chính xác là như thế nào ạ? Hội chứng trung thất thì đầu tiên chúng ta biết hội chứng là nó gồm nhiều cái triệu chứng. Dạ. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta cần biết cái trung thất là nó là cái gì và ở đâu. Dạ. Thì trung thất đó là một cái cấu trúc nó ở trong lồng ngực. Phía trước của nó là xương ức, phía sau được bao bọc bởi các xương sườn và cột sống. Hai bên là có phổi, màng phổi. Ở phía bên dưới đó là cơ hoành. Và phía trên là cái đường vào, ở trên này là đường vào của lồng ngực. Thì trung thất đó là một cái nhăn ở giữa ngực. Dạ. Ở trong đó nó có chứa nhiều cái cấu trúc trong lồng ngực, như là tim, màng tim, các cái đại động mạch như là động mạch chủ, động mạch phổi, có khí quản, có các cái hạch thần kinh, có các cái hạch bạch huyết, có ống ngực, có thực quản. Thì hội chứng trung thất có nghĩa là những cái triệu chứng mà nó gây ra do cái hậu quả của bất kỳ một cái khối choáng chỗ, hay là gọi là cái khối u nào nó đè ép vào các cái cấu trúc, bất kỳ cái cấu trúc nào ở trong trung thất, thì nó sẽ gây ra cái các cái triệu chứng mà người ta gom lại, người ta gọi là hội chứng. Thì tùy theo cái vị trí hoặc là cái cấu trúc nó chèn ép hoặc là nó xâm lấn ở đâu thì nó sẽ có những cái triệu chứng khác nhau. Ví dụ như cái khối đó nó chèn vào trong cái khí quản, phế quản, thì bệnh nhân sẽ có cái triệu chứng là khó thở. Bệnh nhân có thể ho, bệnh nhân có thể thở rít. Tuy nhiên có những cái khối mà nó sẽ chèn vào cái tĩnh mạch thì làm cho bệnh nhân bị phù. Thì có những cái trường hợp bệnh nhân bị phù, người ta gọi là phù áo khoác, có nghĩa là phù từ ngực, cổ, mặt trở lên thôi. Là do cái tĩnh mạch chủ trên nó bị cái khối u nào đó nó chèn ép vào. Máu tựa vùng đầu mặt cổ nó không có xuống tim được. Thì gom lại những cái triệu chứng đó thì người ta gọi là hội chứng trung thất. Dạ. Trong tiểu phẩm mà chúng ta vừa theo dõi thì còn có một vài những cái triệu chứng khác nữa được nhắc đến, thì không biết có phải là triệu chứng của hội chứng trung thất hay không. Đó là việc đau ngực nè, rồi đau lan lên cả vai và ở phía sau nữa, thì không biết nó là do sự chèn ép của điều gì ạ? Nó có thể đó là do chèn ép của tim, của màng tim. Ngoài ra còn ngoài cái chuyện chèn ép, có thể là do những cái cấu trúc nó xâm lấn, ví dụ xâm lấn vô màng tim, xâm lấn vô phế quản, hoặc là các cái hạch lympho, hoặc là các cái hạch thần kinh nữa, thì nó sẽ gây rất là nhiều triệu chứng. Và tùy theo cái cơ quan nào nó bị ảnh hưởng thì nó sẽ có biểu hiện. Cho nên như là mệt mỏi, đau ngực hay là đau cổ gì thì những cái triệu chứng, hoặc là khàn tiếng vẫn có thể có trong cái hội chứng trung thất. Dạ, nhưng thưa bác sĩ, nghe bác sĩ nói thì Tuyết Anh đã xác định được là phải có một cái gì đó đè nén hoặc là xâm lấn thì nó sẽ xảy ra hội chứng trung thất. Nhưng cái gì ở đây, có thể là những cái ví dụ cũng như là những cái tác nhân nào cụ thể ? Ví dụ như là như vậy, như bệnh nhân có một cái khối u hoặc là một cái nang ở trong tuyến ức. Bình thường ở sau xương ức của mình có cái tuyến gọi là tuyến ức. Có thể cái tuyến nó to lên bất thường, gọi là u tuyến ức hoặc là nang tuyến ức. Có những trường hợp bệnh nhân có cái bú giáp to, nhưng mà có người bú giáp to nó thòng ra phía trước cổ. Nhưng cũng có những cái trường hợp bú giáp to nó chìm vào trong trung thất, nó đi xuống phía trong cái trung thất thì nó cũng chèn ép, gọi là bú giáp chìm. Những cái khối u mà của màng tim, những cái khối hạch, ví dụ như hạch trong cái ung thư máu, có những cái hạch nó to lên, nó cũng chèn ép. Ngoài ra ở phía sau cột sống thì còn có các cái chuỗi hạch thần kinh, những cái bú thần kinh nó cũng rất là to và nó sẽ gây chèn ép. Thì đó là những cái nguyên nhân mà thường gặp trong cái hội chứng trung thất. Dạ, thưa bác sĩ, đây là một hội chứng mà theo Tuyết Anh thấy là có nhiều nguyên nhân khác nhau nè. Và thứ hai nữa là biểu hiện của nó cũng giống như là những mệt mỏi thông thường ở người lớn tuổi thôi. Vậy thì những điều này nó có ảnh hưởng tới quá trình chẩn đoán đối với căn bệnh này không ạ? Thì để chẩn đoán cái bệnh này thì trước tiên thì bệnh nhân cũng than mệt mệt hoặc là khó thở hoặc có triệu chứng gì. Thì bác sĩ khi khám người ta sẽ chụp cái x-quang, nghe đầu tiên là nghe cái phổi có cái chèn ép, có rít, có thở gì hay không, coi có phù gì hay không. Và bước kế tiếp là chúng ta sẽ chụp cái x-quang
và chúng ta sẽ coi cái hình tim, hình phổi, thì khi đó chúng ta sẽ thấy được cái trung thất nó rộng, nó có những cái khối choán chỗ bất thường. Thì bước kế tiếp thì người ta sẽ, nếu mà cần xác định chính xác cái khối đó ở đâu, thì bước kế tiếp người ta sẽ chụp CT scan để coi cái bướu đó nó xuất phát từ ở đâu, và để biết là cái bướu này nó lành tính hay nó ác tính, thì bước kế tiếp người ta sẽ soi, người ta sinh thiết, người ta làm giải phẫu bệnh. Thì đó là trình tự để chẩn đoán ra cái bệnh lý ở trong trung thất. Dạ, vậy thì trình tự cho việc điều trị là bao gồm những bước như thế nào thưa bác sĩ? À, để điều trị cái bệnh này thì như mình đã nói có nhiều nguyên nhân, tùy theo cái nguyên nhân. À, nếu như mà những cái khối u, những cái khối bướu mà nó to, nó chèn ép, mà những cái khối bướu nó lành tính thì người ta sẽ phẫu thuật, hầu hết là phẫu thuật. Tuy nhiên có một cái bệnh lý ung thư máu thì là những cái hạch lympho nó lớn, nó cũng chèn ép trung thất, nó cũng nhìn rất là sợ. Thì những cái bệnh đó thì người ta phải dùng hóa chất, người ta dùng điều trị thuốc. Thì tùy theo cái nguyên nhân mà sẽ có cái phương pháp điều trị thích hợp. Dạ, với những nguyên nhân mà bác sĩ chia sẻ thì có thể thấy rằng căn bệnh này cũng khá là khó khăn cho việc phòng tránh. Thì không biết là bác sĩ có những lời khuyên nào cho quý vị khán giả? Để phòng tránh căn bệnh này thì đầu tiên thì chúng ta biết là chúng ta đi khám sức khỏe tổng quát định kỳ để phát hiện coi mình có cái gì bất thường, ví dụ như có bướu giáp hay là có những cái u gì ở trong lồng ngực, để mà mình điều trị sớm trước khi mà nó xảy ra cái biến chứng mà nó chèn ép hoặc là gây cái hội chứng trung thất như mình nói. Cái thứ hai là chúng ta cũng có cái chế độ sống lành mạnh, là tập thể dục, nghỉ ngơi hợp lý, rồi ăn uống thì điều độ, và đặc biệt là chúng ta tránh tiếp xúc với những cái hóa chất hoặc là ăn những cái thực phẩm mà có cái nguy cơ bị ung thư. Tại vì cái đó, trong cái hội chứng trung thất như mình đã nói là có cái nguyên nhân là do ung thư máu hoặc là những cái bệnh lý và bướu thần kinh. Dạ. Thì chúng ta cần phải tránh những điều đó. Lớn thì sức khỏe có phần đi xuống theo quy luật của tự nhiên. Tuy nhiên những dấu hiệu mà chương trình ngày hôm nay đã đề cập là cách để chúng ta có thể nhận biết được những căn bệnh khác tiềm tàng. Do đó hãy đừng chủ quan với sức khỏe của mình quý vị nhé. Bởi vì sớm phát hiện luôn là cách tốt nhất để có thể giúp chúng ta vượt qua những căn bệnh một cách an toàn và bảo vệ cuộc sống của chính mình. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho bác sĩ của bạn hôm nay xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.